với lá gí nghe nè. Lá nhỏ nè, mấy cây này nó đâm chồi quá chừng, đâm chồi mà cây cái lá nó già nữa, xanh tươi như vậy cây đó. Mấy cây này mà lá lá nhỏ này nè mà lá xanh là nó rất là đẹp luôn ha. Đây, cho anh em xem. Nó xanh rất là đẹp luôn ha. Hàng lá nhỏ thì nó hiếm hơn hàng lá xanh cho mọi người. Lá nhỏ này nó rất là hiếm, là nó rất là lâu lớn. Nó gí á. Mấy cái thân này nó ra chồi nè. Đó, chồi nè. Quá chừng luôn, cây này đâm chồi mạnh. E1. Mã số E1 ha. Hoành nó là 26 nha mọi người. 26 hoành. Chiều cao là 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu là 35. Đường kính bầu 35. Người quế này là em bao tươi sống tới nhà thôi nha. Còn về tùy cách mình trồng nên em không có bao sống nha mọi người. Đó, E1 em giao lưu với mọi người 800.000 em bao ship. Rồi E1 800.000 bao ship. Rồi, tiếp tục E2. Tiếp theo là mã số E2. Người quế này mình để trong máp mình tưới nước rồi mà nào đâm chồi mạnh mình thả chồng ha. Coi người quế thì nó hơi khó chồng hơn mấy con khác. Nè, cây này đâm chồi nè. Đó, lá tươi xanh luôn. Mấy cái này là chồi mới không á. E2 nha mọi người. Hoành nó 17. Chiều cao nó là 61. Đường kính cái bầu là 30. Rồi cái E2 giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship. Rồi E2 600.000 bao ship. Rồi tiếp theo E4. Tiếp theo là mã số E4. Cây đang đâm chồi lại nghe nè. Cây này nó trụi nhưng mà chồi nó đâm nè. Mình cứ để trong mát mình tưới nước nào đâm chồi mạnh hay chồng nha. Đâm rất là nhiều. Rồi hoành luôn. Cái này là đầu cắt cũ nha mọi người. Hoành nó là 16. Cao là 98. Đường kính cái bầu là 31. Rồi mã số này là mã số E4. Giao lưu với mọi người 400.000 bao ship. Rồi 400.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Quá trời đâm chồi anh ơi. Nè cây anh em để đâm chồi mà lá xanh đậm gì nè. Anh em trồng là ok hết nè. Đừng có đề, đừng trồng liền nha anh em. E5 này em để khoảng tháng á. Nó đậm gà xanh mướt luôn. Cái này là để trong mát nó nóng rồi. Bên em là không có xịt phân thuốc gì hết trơn. Này là em bên em là chỉ tưới nước thôi nha. Rồi hoành luôn. Củ đế quá trời củ đế luôn. Hoành đây là 24 nha mọi người. 24 hoành. Cao 95. Đường kính cái bầu là 33. Đường kính bầu 33. Rồi E5 em giao lưu với mọi người 800.000 bao ship. Rồi E5 800.000 bao ship. Tiếp theo cái mã số E6. Tiếp theo là E6. Rồi hoành luôn. Này, cái này nó có cái đường này thì lúc trước nó là bị con mối nó đeo nhẹ nè. Cái này là bị cái sẹo bên đây chút. Rồi. Nó có sẹo ha. Hoành nó là 23, gần 23. 22 hoành được chính 22 thôi. Chiều cao nó là 1m15. 15. Đường kính cái bầu là 30. Đường kính bầu 30. Rồi E6 cho luôn với mọi người 700.000 bao ship. Rồi E6 700.000 bao ship anh em ơi. Theo mã số E7. Trên này một chút. Nó bị lũa dao ngoài này ha nhưng nhưng mà cái nhánh nó vẫn ok nè. Thân của nó là ok bình thường ha. Này nó có bị hư chỗ ngoài da này. Rồi. Quạnh luôn. Này có mấy nhánh cục cù. Mấy nhánh này nhỏ nhỏ đó anh em. Cục cù ha. Quạnh nó là 23. 23 quạnh. Chiều cao nó là 51. Bông của nó là chùm chùm luôn anh em ơi. Tính cái bầu là 32. Nè, đây cái cọng rễ nó bị chày đây nè. Nè, có cọng rễ bị chày đây nè. Chóc ra luôn. Chóc ra nè, chóc ra luôn. Đó, nó bị chày da đó. Hư chỗ này mới ha. Còn bên đây ok không sao, có chỗ này thôi. Lũa da.
già hơi nhưng mà cây vẫn ok, sống tốt bình thường. Rồi, giá luôn. 600.000 bao ship. Rồi 600.000 bao ship luôn em ơi. Tiếp tục. Tiếp theo là mã số E8. E8 ha. Lô này là nguyệt quế lá nhỏ nha mọi người nè, bông nữa nè. Rồi. Bông của nó cũng chùm chùm ha. Mà bông nó hơi lá nhỏ, bông nó cũng hơi nhỏ hơn bông kia. Rồi, đâu anh. Tám quanh. Cao nó là 64. Cao 64. Đường kính cái màu nó là 34. Đường kính màu 34. Nè, cái nhánh này cái nó khô khô mà ở đây đâm chậu nhỏ nha mọi người. Nè. Rồi mã số này là mã số E8, em giao lưu với mọi người là 600.000 em bao ship. Rồi chỉ 600.000 thôi em ơi. Khá đẹp luôn ha. Tiếp theo là mã E9. E9 nghe em. Này đầu cắt cũ nha mọi người. Cũ mà xưa cắt á, mà không tha keo á, đen. Cái mặt cắt cũ nó bị hốt rồi tới trong rồi nè. Còn mấy cái đầu này là đầu cắt cũ thôi. Đâu hoành ngay đây ha. Hoành nó 24 ngay khu vực này ha. Còn này ở trên á thì nó là 18,5. Chiều cao của nó là 76. Đường kính cái bầu là 32. Rồi E9 em giao lưu với mọi người là 650.000 em bao ship. Rồi chỉ 650.000 thôi. Tiếp theo cây mã số E10. Cây này quá đẹp luôn anh em ơi. Một cốt tăng giót. Chiều cao luôn ha. Quế mà lá nhỏ kiếm hàng liên thạc cái lá gí mà kiếm hàng như thế này là hàng hiếm luôn anh em ơi. Rồi hoành luôn em ơi. Cây này khá ok. Em sợ nhặt gì cái báo lỗi. Rồi E10 ha. Hoành nó 22. Cao nó là 1m25. 1m25. Đường kính cái bầu là 37. Đường kính bầu 37. Tàn của nó là 70. Tàn 70. Rồi 1,2 triệu bao ship nghe nè. Rất là đẹp luôn. E11. Quá trời đế đẹp luôn nè. Dán của nó nè. Xa xa thấy cái dán. Rồi thấy rồi. Nè đâm chồi vô mọi người. Cây đâm chồi lại hết trơn ha. Rồi. Cây về mình để trong mát rồi tính nữa nha. Cây đừng để ẩm quá cho mọi người. Quế nó không ưa nước nhiều. Hoành nó 25. 25 hoành. Chiều cao là 86. Chiều cao 86. Đường kính cái bầu là 45. Dáng của nó rất là đẹp luôn ha. E11 em giao lưu với mọi người 700.000 bao ship. Rồi 700.000 bao ship luôn em ơi. Mã số E11 cũng là cây E12 chứ, cũng là cây cuối cùng của clip nghe nè. Cây đâm chồi mạnh nha mọi người. Đây. Cây đâm chồi khá mạnh. Đây, đâm chồi anh em để đâm chồi khoảng chừng 1 tháng ha chồng ha. Rồi hoành luôn. Cây đế đẹp luôn ha. Hai tàn cũng vậy. Đều ha. Cái này mà nó ra lá rồi cái tàn nó đẹp lắm á. Cho hoành đây là 26 nha mọi người. Cao là 86. Đứng cái bầu là 37. Tàn của nó là 61. E12 giao lưu với mọi người 700.000 bao ship. Rồi cũng đây là